bằng giọt mồ hôi con làm thuê tất cả, từ bán nhà hàng phục vụ quán cà phê, đi làm công nhân bao nhiêu là vất vả, muốn về thăm nhà mà sợ họ hàng khinh chê. Người có hiểu không, nơi này đầy giống bao, con đã âm thầm nuốt nước mắt vào tim. Mẹ ơi cha ơi, đời công nhân khổ lắm, nơi đất khách quê người nào được như mình. Công nhân bao nhiêu là